Tên 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 chào tên anh em nha. Hôm nay đi mua dưa chay phế liệu đây. Nói cho hàng của ông anh mới vừa về, cho nên nó là mình đi ra mình kiếm cỏ mua ít đồ. Mua thì cũng chỉ là mua mù thôi anh em, mua mù thôi. Nhưng mà về thử ra xem là cái độ mua đồ chuẩn nó tới đến mức nào ha. Hy vọng là nó sẽ rất là ok, cho nên mình quay đây. Đây mình mua mấy cục này nha anh em, mình mua mấy cục này. Mù anh em ơi, được có cục này thì ngon, nhưng mà để coi, tại vì mua là không mở được á, cho nên chỉ là mua mù thôi anh em. Đây được hai cục này, nhìn thấy bắt mắt quá, thấy thích đồ cũng được. Nhưng mà trước đây mình mua một lô ở tại nơi đây á, là mình mua một lô á, mình nói thật với anh em luôn, mua tại đây là một lô là vừa chết ngát luôn. Nhưng mà hôm nay mình quay trở lại mình mua con này, không biết của đời gì, nhưng mà con này là của cá tẹt nha anh em, cá tẹt đời D 320, đời D D hạt D 2, hơi khác một chút, nhưng mà cái bơm kiểu này là bơm của cá tẹt. Còn con này là con FH, mua được mấy con này đó. Đây mình mua lô này, mình quyết định mua lô này á là tại vì cái cục này, tại cái cục này đấy, tại cái cục này, cho nên mình quyết định mua lô này, mua phế liệu đầu năm anh em. Nó mới bên đây ngày 5 tháng 1 mua phế liệu thôi. Họ còn nhiều đồ lắm, nhưng mà mình không dám quay, còn rất là nhiều đồ anh em, rất là nhiều đồ. Nên hôm nay là một trong những cái mà mình mua cái này đây đó. Tiền bạc là tính sau anh em, tiền bạc là chưa trả, chuyên gia mua nữa, tiền bạc chưa trả. Đây mà để mà rong rêu nó mọc luôn là các bạn nghĩ là nó tới mức cỡ nào luôn nha. Đồ thì thấy cũng bắt mắt, cũng liền lạc, nhưng mà để rong rêu mà nó tới mức như vậy thì cũng biết là nó hư tới cỡ nào, hay là nó lên tới cỡ nào mà nó không biết. Nhưng anh em nhìn này, những cái ngóc nó còn vuông sắc nét nè, ngóc sắc bén lắm. Mình mua đồ thì có những cái cục nó rất là sắc bén, mình mới mua thì cố gắng mình giảm thiểu mà anh em. Cục này cũng vậy, cục này không biết nó ra làm sao. Cục này là mấy không ba nha, mấy không ba. Cục này là mấy không năm nha, cục này là tới không bảy. Con này hiển nhiên là chưa biết được nó nằm ở chỗ thế nào, nhưng mà để so sánh giữa hai mặt, giữa mặt này với mặt này thì tương đương nhau. Đấy, còn hai cục này thì ngon quá. Cục này thì mình thấy lúc rồi nó có thể nó mở ra rồi, nhưng mà vì cái nước sơn, ăn thua nước sơn, ăn thua nước sơn rồi đây. Như vậy thì hy vọng là đầu năm mình đi phế liệu là hy vọng là thắng, phế liệu là thắng nha anh em. Mình sẽ quay mở từng cái để mình coi những cái nó đẹp như thế nào, mình cũng sẽ quay cho anh em để anh em thấy rằng là nó đẹp nó tới mức nào nha. Đồ mình mua như vậy thì nó
ra làm sao. Cho nên là hy vọng anh em ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Giếng phế liệu đầu năm mới, cũng là cuối năm âm lịch, cho nên chúc cả nhà là mua may bán đắt. Anh em nhớ like cho một like, đăng ký kênh để theo dõi, để anh em theo dõi những cái chuyến hàng mua. Thank you anh em rất nhiều. Chúc anh em một buổi chiều là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình nha. Chúc các bác ở Hà Nội thì mùa lạnh thì rất là khỏe để chống chọi với Covid. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you tất cả anh em. Thank you.